một cái dạng luôn nữa là khả năng là chúng ta trong cái chương trình thì chúng ta không có hẳn một buổi chúng ta kiểm tra giữ nghỉ đấy, thì vào cái buổi hôm nay là bài thứ 7 này, đến buổi thứ 10, thứ 11 là hai buổi chúng ta sẽ học về đo lường điện động cơ một chiều đó. Thì cái động cơ một chiều thầy cũng đã mua rồi, có hai công suất tất cả thứ rồi. Thế thì chúng ta sau cái buổi một đó thì bây giờ các em điều khiển xong cái động cơ một chiều, thì sau đó các bài điều khiển động cơ xoay chiều đấy và điều khiển bóng nhiệt, bản chất hai đó là tương đối giống nhau, nên chúng ta sẽ trích ra một buổi để chúng ta làm cái kiểm tra đó. Thì ý nghĩa của cái buổi kiểm tra đó như này, nó sẽ lấy điểm thường xuyên, và nếu mà bạn nào mà điều khiển được, bán được hoàn toàn theo như cái công trình của thầy thì chúng ta sẽ được 10 điểm thường xuyên luôn. Đấy, còn ngược lại là nếu như mà cái bài đó và cái động cơ để đó em không cho nó quay được, hoặc là đang quay mà em không cho nó dừng được thì chúng ta trượt luôn. Đấy, được chưa? Còn đi thi thì chúng ta sẽ khả năng là sẽ không có công trình trên thi thật đâu, cũng có thể có nhưng mà xác suất nó thấp hơn, chủ yếu là mô phỏng của mình, chúng ta không đủ kiện về mặt cứng, cho nên là cái bài mà trình về mặt cứng đây chúng ta sẽ coi như bài điều khiển đi thi. Cho nên là học môn này xong thì các em phải điều khiển cái động cơ đấy thì chúng ta mới đi thi, coi như là tập trước em. Thế cho nên là cái buổi của những người 11 vẫn là tập trung, cũng không quá khó đâu, thầy sẽ giảm chi tiết từ đầu đến cuối để các em làm được bằng được rồi. Rồi chúng ta đi vào bài hôm nay của bài 7 là lập trình đo lường tín hiệu tương ứng. Lập trình đo lường tín hiệu tương ứng chúng ta sẽ có ba phương, thứ nhất là chúng ta đo tín hiệu tương ứng tổng quát, cái thứ hai là chúng ta đo tín hiệu một chiều xoay chiều, và cái thứ ba là chúng ta đo tín hiệu xung vuông. Thì về mặt kiểm điểm là thiết bị thì ở đây chúng ta sẽ chỉ làm hai bộ cơ và một xung vuông, thì chúng ta làm tương tự và các em về tương tự. Chúng ta đi vào cái đầu tiên bài số 2.1 là tổ chức chương trình đo lường tín hiệu tương tự. Tổ chức chương trình đo lường tín hiệu tương tự. Thế có phải cái lịch sẵn rồi là cái gì ta người nghiên cứu chúng ta đã học rồi ấy. Bây giờ chúng ta sẽ kết một quả lại một kiến thức còn nghĩa biết sơ đồ chức năng và cách thức vận hành chức năng chỉ lý hết dây. Sơ đồ chức năng và cách thức vận hành chức năng, đầu tiên là chúng ta sẽ đo tín hiệu một chiều và đo DC. Thì có hai loại điện áp để chúng ta đo được, một là điện áp một chiều và hai là điện áp xoay chiều. Nhờ điện áp một chiều là tín hiệu thay đổi chậm theo thời gian, để bao gồm thì là điện áp, nhiệt độ, áp suất, biến dạng. Còn tín hiệu xoay chiều thì xem kẽ các giá trị tương đương liên tục tăng, giảm và phân cực ngược trên cơ sở tuần hoàn. Thì khái niệm về một chiều xoay chiều thì các em học trước rồi, nghe lại ngay thôi. Thế còn bây giờ về đo xoay chiều, đo xoay chiều thì như thế này. Bình thường ví dụ như thầy bảo các em mà phát hình sin ra và chúng ta thu hình sin về, thì khi các em thu hình sin về các em biết được mức hình sin ở trên màn hình thì chúng ta không hiểu được và chúng ta không có công cụ để chúng ta tính ra được các cái đặc điểm của hình sin đó, ví dụ là biên độ của bao nhiêu, tần số của bao nhiêu, chu kỳ của bao nhiêu là chúng ta không có công cụ, rồi giá trị hiệu suất của bao nhiêu là không có. Thế thì với đo xoay chiều thì nó hơn cái khả năng một chiều của chúng ta vì nó có công cụ. Tức là sau khi hình sin nó ra rồi thì chúng ta sẽ có công cụ, chúng ta tính một phát ra được luôn giá trị cực đại của bao nhiêu, nó là một con số luôn, tính được luôn giá trị hiệu suất của bao nhiêu và tính được luôn tần số của bao nhiêu. Thế còn bình thường nếu mà từ cái hình sin mà chúng ta thu về từ cái điều khiển đo được tín hiệu một chiều thì các em không thể tính được bằng con số luôn, đúng không? Mà chúng ta chỉ dùng mắt thường, chúng ta nhìn thôi, và chúng ta cứng trên cái trục này, chúng ta đoán là cái này khoảng bao nhiêu đấy, đúng không? Rồi cái giá trị hiệu dụng của nó là khoảng bao nhiêu đấy, rồi là cái tần số của chúng ta hay là chu kỳ chúng ta là khoảng bao nhiêu đấy, mình tương đương mình tính ra rồi, chứ nó không có một công thức nào có ra một con số chính xác nào đấy. Thì với đo xoay chiều chúng ta làm được việc đó, nghĩa chúng ta có nghiên cứu. Thì trong đó thì quan tâm đến mấy cái giá trị về, một là giá trị đại, hai là giá trị hiệu dụng của tín hiệu xoay chiều, và ba là tần số. Thì đấy là những cái giá trị.
về sơ đồ chức năng. Sơ đồ chức năng này thì ngay từ đầu đúng không, của cái sơ đồ tổng quát của những buổi đầu tiên là chúng ta có rồi. Ở đây là chúng ta đi vào cái trường hợp cụ thể là đo tín hiệu xoay chiều một chiều thôi. Thì tín hiệu từ cảm biến được đưa về 6008 và lấy EQ, nhưng mà không thể nào đưa thẳng được. Ví dụ như 220V mà đưa thẳng về là hỏng cái gì ngay đúng không, có thể cháy chậm rồi gây nguy hiểm. Chính vì thế nó phải qua một cái khối ở giữa, nó gọi là mạch phân áp bảo biệt. Và cụ thể trong trường này chúng ta sẽ có cái dây này, do dây điện này đóng ổ 220. Cái lúc này chúng ta chính là ống hạ áp, chính là cái máy biến thế loại nhỏ, em mua cực kỳ dễ ra chợ rời và bất kỳ đâu. Còn cái hàng điện chúng ta có thể dùng ngay, không có tác động gì cả. Đấy, và nó sẽ hạ áp xuống, hoặc thành một cái sợi dây, và ta sẽ đưa cái đầu ra nó đi về 608. Thì lúc này điện áp hạ xuống nó chỉ còn dưới cộng trừ 10V và cộng trừ 5V thôi, và đảm bảo không ảnh hưởng tới thiết bị lại. Và sau khi từ 608 chúng ta tiếp tục tiến hành lập trình để chúng ta thu về, đúng không? Chúng ta đo được cái tín hiệu đó. Trong đó các thành phần là gì? Nguồn tín hiệu chính là các cảm biến, mạch xử lý tín hiệu, nguồn điện vân vân. Mạch vẫn đang bảo hiểm, có chức năng điều hòa tín hiệu bằng cái mạch. Còn như EQ là các cách trạm như 6001, 6008. Còn máy tính là tích hợp các chương trình đo lường điện. Cái phần dưới này thì em đã được giải thích lâu rồi, đúng không? Trên thì chúng ta mua lại cái sơ đồ của nó. Còn đi thi thì chẳng may con thơ cô này đã thấy cái học tại sao có cái này, tại sao phải cái mạch vẫn đang bảo hiểm để làm gì, đúng không? Rồi B là nguyên tắc hoạt động. Trên sơ đồ các em sẽ quan sát này, thứ nhất là chúng ta sẽ kiểm tra thiết bị tham số và chế độ, sau đó sẽ thu tín hiệu từ EQ. Sau khi thu xong được tín hiệu về rồi thì chúng ta thực hành phân tích tính toán dữ liệu, tính giá trị căn bản, tính giá trị trung bình, tính giá trị tiêu dùng, tính tần số vân vân. Sau đó là chẩn đoán và nhận dạng, tức là từ các thông số thu về chúng ta xem là tín hiệu như thế là có đạt yêu cầu không, hoặc cái thiết bị mà nó phát ra cái hiệu đó đấy, nó có đạt yêu cầu không. Bởi vì chúng ta đo ở đây là đo đầu ra, đo thì đo đầu ra, và với một hệ thống điều khiển tự động nó sẽ có đầu vào và đầu ra, đúng không? Thì các bạn khi chúng ta đo đầu ra thì chúng ta từ cái đầu ra này chúng ta sẽ chẩn đoán thiết bị này hoạt động tốt hay không tốt. Thì giống như cơ thể chúng ta mà đi khám bệnh như thế thôi, thì cái gì mà chúng ta bị ở trong lỗ tai phía trong của nó, đúng không, thì nó sẽ phát ra bên ngoài, có bạn bị gan thì là vàng da này vân vân, đúng không? Thế thì nhìn cái biểu hiện bên ngoài chúng ta đo đo bên ngoài chúng ta suy luận cái bên trong. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tiếp tục thu tín hiệu, tiếp tục phân tích và tiếp tục chẩn đoán nhận dạng vân vân, và cuối cùng kết thúc. Đấy là nguyên tắc bắt đầu. Các tham số cần cài đặt như sau. Tham số kênh vật lý ảo, ví dụ như địa chỉ kênh ảo, giải đo pháp kiểu vào ra tương đương, vào ra số, biến xung, phát xung và các chế độ vân vân. Đây chính là cấu hình cho khối gì? Cấu tạo kênh. Cấu tạo kênh của chúng ta có nhiều lựa chọn, đúng không? Vào ra tương đương, vào ra số hoặc là tạo được. Cái thứ hai là định thời kênh đo, là gồm có tốc độ chính mẫu, số mẫu cần đọc, chế độ đơn điểm và cái đa điểm. Thì cái phần định thời kênh đo này ở phần đo tín hiệu một chiều trước đây mình không dùng đến, nhưng ngày hôm nay sang phần xoay chiều chúng ta sẽ có thêm cái khối này. Bình thường là mình có 5 khối đúng không, thì mình sẽ thêm cái khối định thời kênh đo này thành 6 khối. Chế độ đọc ghi đa kênh đơn kênh, chế độ hiển thị số độ ghi thời gian tần số. Đấy, thế thì chế độ đọc ghi này chính là cái khối đọc ghi của chúng ta. Trong khối đọc ghi ta sẽ có hai lựa chọn là đơn kênh hay đa kênh, đơn điểm hay đa điểm, hay bốn lựa chọn. Ngoài ra thì hiển thị ở đây thì bình thường chúng ta sẽ có hai chế độ, là hoặc là các em ra được con số, ví dụ như là điện áp sẽ có cái ô indicator, hoặc là trên cái indicator đấy nó nhận ra cái điện áp đấy gọi là hiển thị số. Còn hiển thị đồ thị thì dễ rồi, đúng không, chính là cái waveform chart, waveform graph, lấy cái graph vân vân của chúng ta. Thế còn ở đây các bạn có liên quan cái gì là thời gian và tần số. Chính là chúng ta trích từ đó ra một cái dạng cái hiển thị số, nhưng mà số của chúng ta chính là tần số.
kết nối cảm biến với DMV thì có hai chế độ, đó là đo sai và đo với đất. Thì ở đây chúng ta với 608 là tất cả chúng ta đều đo với đất hết. Em biết này. Sau đó kết nối DMV với phần tử chấp hành để tuân thủ nguyên tắc phối hợp trưởng tháng. Nếu cần phải có máy để phát tín hiệu. Nếu mà chúng ta phát tín hiệu ra dưới dạng là phát tín hiệu thôi, không điều khiển gì cả, thì chúng ta không cần phải quyết đạt. Đấy, nhưng mà nếu chúng ta phát tín hiệu ra để điều khiển, thì có nghĩa là tín hiệu ra để đi vào động cơ hoặc đi vào lò nhiệt, thì chúng ta phải có cái mạch quyết đạt, vì không là nó học cái gì ngay. Bởi vì công suất của 608 chưa có bằng được vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái cấu trúc chương trình chung của cái đo lường điều khiển một chiều hoặc là xoay chiều, là nó cần một cách thực tập như thế. Bây giờ ta đi vào chi tiết nhá, 3.2.2. Chương trình đo tín hiệu DC-AC. Đầu tiên là chúng ta đo tín hiệu DC. Phần đo tín hiệu DC này thì chúng ta đã hiểu quá ở các buổi trước rồi. Đây chúng ta sẽ ôn lại một tí về cái hệ thống đo tín hiệu gió. Với tín hiệu DC thì tham số quan trọng nhất chính là độ chính xác để đo biên độ của tín hiệu trong thời gian. Chính là đo điện áp này. Hầu như là chúng ta đo điện áp. Và chúng ta xem cái thay đổi của điện áp trong thời gian. Ta sử dụng các phép xử lý tín hiệu để cải thiện chính xác của bên các phép đo. Đấy. Còn ví dụ ở đây chúng ta có một hệ thống đo thông gió. Đây là cái cảm biến gió. Cảm biến gió này được nối ngược trở về với cả nguồn về 608. Cái đặc điểm của cảm biến gió này là giá trị của tốc độ gió mà nhân với 20 thì sẽ ra tốc độ gió, tức là từ cảm biến về ta lấy cái con số cảm biến đó nhân với 20 thì sẽ ra là tốc độ gió đó, và giải cái tốc độ gió chúng ta làm từ 0 đến 200. Thì trên đây chính là một cái sơ đồ. Thì đầu tiên đây là khối tạo kênh AI voltage, tức là chúng ta đo tín hiệu tương tự vào và đo một điện áp. Sau đó sẽ thông qua khối động. Đấy, ở đây chúng ta dùng đơn kênh và đơn điểu. Đầu ra sẽ là tín hiệu từ cảm biến về. Và các em lấy tín hiệu này, các em nhân cái 20 thì kết quả các em sẽ thu được chính là cái tốc độ gió. Đó, và tất nhiên là nếu mà chúng ta đưa vào lập trình của chúng ta thì chúng ta phải thêm một cái vòng quay ở đây. Đó là thêm mối start ở đây, thêm mối stop ở cái điểm này. Trong đó chúng ta dùng thì cái này nó giống hết với cả cái công thức chúng ta làm rồi. Đây không cần thiết phải quá lại để nhắc lại đâu. Rồi. Tuy nhiên là đối với cả cái trường hợp cụ thể là cái bài toán đo tốc độ gió thì tốc độ gió của chúng ta nó sẽ có thể rơi vào cái tình huống như thế này. Tức là tín hiệu nó rất là nhiều. Đấy. Và chính vì tín hiệu nó rất là nhiều như thế này thì nó phát sinh được một cái hàm, và cái hàm tính giá trị trung bình. Các em có thể lấy 10 tín hiệu tại một điểm chia trung bình ra chia 10 ra. Đấy, thì ta sẽ ra được cái tốc độ gió như thế này. Được. Như vậy là đây sẽ giới thiệu cho các em thêm một cái hàm là hàm tính giá trị trung bình. Quá trình quay trung bình. Đây, giả sử tốc độ gió như thế này. Đấy, và chúng ta cần thông qua một cái giá trị trung bình. Đấy. Đo về đây cảm thấy đây là tốc độ gió này. Nhưng bây giờ tôi đo về tôi không phải là lấy một giá trị nữa mà tôi sẽ lấy nhiều giá trị về đây, và sau đó tôi qua thì tôi tính giá trị trung bình này, tôi ra được cái tốc độ gió. Thì đây sẽ là giới thiệu với các bạn cái hàm tính giá trị trung bình. Chúng ta mở một cái bảng ra. Đây chương trình này rất khá ngắn gọn, cũng rõ một cái khó nhất quá. Em vừa được tham gia một cái chương trình cũng nghe quá. Em mở cái một cái
Rồi, cái VI mới ra. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đưa một cái vòng vai vào. Đấy, và tạo một cái miếng đất chua cho vòng vai. Nhưng mà khi nó đi cái hướng nặng. Bây giờ về cái hàm tính nhân trị trung bình thì chúng ta sẽ làm như sau. Các em vào phần Mathematics. Giống như chúng ta làm tính chi, đó là tính gọi tính chi. Và Mathematics, sau đó các em vào cái mục ngoài bên trái thứ ba từ trên xuống là mục Probe and Start. Đó, thấy chưa? Ta sẽ vào Mathematics, sau đó vào Probe and Start. Đấy, tiếp ra, các bạn nhìn thì sợ một số mắt ở dưới nó nhìn nó hơi như vậy. Rồi các em vào Probe and Start. Đấy. Đây là những cái hàm liên quan đến các cái tín hiệu ngẫu nhiên. Và trong cái Probe and Start này chúng ta lấy cái hàm min. Đó, sau lấy hàm min là hàm tính nhân trị trung bình. Hàm min của chúng ta thì nó chỉ có một đầu vào và một đầu ra, thực ra là hai đầu ra, nhưng mà cái phần tín hiệu lỗi thì tôi không quan tâm lắm, cho nên các tập trung vào một đầu vào một đầu ra. Cái đầu vào ở đây chúng ta là một hàm một mạng, đầu ra đây là chỉ một giá trị thôi. Tức là ở đây nếu mà chúng ta có cái mạng năm giá trị thì đầu ra sẽ là cộng năm giá trị đó chia năm lần, đó là giá trị trung bình của năm hoặc cái tính trung bình của người. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ nhá. Các em đưa hàm min lên chưa? Bây giờ ta sẽ chuột phải của đầu vào của mic này. Các em tạo thầy một cái miếng căn trô. Đầu ra các em tạo thầy một cái indicator. Đầu vào là căn trô, đầu ra là indicator. Chúng ta thấy là căn trô ở đây thì cái tín hiệu này nó là một cái dây đông, có nghĩa là nhiều giá trị. Và mic thì ở đây chúng ta là một mạng. Đầu ra min này là một giá trị, rồi một giá trị bên trái là nhiều giá trị. Để nhánh đúc vào cái x trì này. Đấy, thì các em sẽ thấy là giá trị x của chúng ta ở đây nó mới hiện ra một ô thôi. Thì các em sẽ di chuyển con trỏ để kéo cái giá trị này xuống. Giả sử mình đấy, đôi 4, 6, 8, 9, 10 10 giá trị. Được chưa? Có thể cho to ra cho các em nhìn đây. Đó. Bây giờ mình sẽ làm thử này. Giả sử thầy để đây là 2 này, đây là 4 này, wow, đây là 3 này, đây là 2 này, 3 này, đây là 2 này, đây là 4 này, wow, đây là 4 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 3 này. Được. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy 10 giá trị thì cứ 2 cộng 4 có chia 2 thì ra 3, đúng không? 2 cộng 4 chia 2 là 3, 2 cộng 4 chia 2 là 3. Thì khả năng cái giá trị kia kia nếu ta cho chạy nó phải ra là 3. Vâng, thử nhá. Đó, em thấy không? Thì có phải là chúng ta chạy ra được cái giá trị trung bình min của chúng ta là 3. Được chưa? Còn bây giờ giả sử thầy thay đổi giá trị của các x này của từng cái mảng đó thì giả sử ta thay lên thì lập tức giá trị trung bình nó tăng lên, đúng không? Đấy, lập tức giá trị trung bình tăng lên. Và nếu thầy giảm thầy xuống thì giá trị trung bình nó cũng giảm xuống, đúng không? Đấy, đúng không? Vâng, thầy ngay sẽ cứ tăng lên thì trung bình cộng nó sẽ tăng lên, thầy giảm thì trung bình cộng nó giảm đi. Được chưa? Thế thì cái khối này ta sẽ đặt nó đằng sau cái khối đặc quyền của cái hàm đọc giá trị, đúng không? Thì ngay thì chúng ta đọc một giá trị thôi thì chúng ta sẽ đọc nhiều giá trị. Trong tình huống mà cái đầu ra chúng ta đọc quá nhiều, đúng không? Thì chúng ta qua cái hàm tính nhân trị trung bình này thì cái đầu ra này nó sẽ min hơn rất nhiều. Bao nhiêu điểm để trung bình một lần là do mình, tùy mình đặt. Thì cái đầu vào của mình không đặt là hơn cái đơn điểm nữa.
mà cái đầu vào của nó đây, em lấy cái giá trị đây là em được chỉ này, đây chúng ta vào nghe cho mình nhé, sau chúng ta lấy cái khối lọc này, được chưa? Và trong khối lọc này thì em sẽ chọn là đơn kênh và đa điểm, đấy, được chưa? Đơn kênh đa điểm, thế thì bao nhiêu điểm? Thì ở đây nó sẽ có cái con số là number sample đúng không? Thì em sẽ tạo cái số này ở đây. Test này hả? Đấy. Chẳng hạn mình chọn 50 điểm. Đấy chưa? Đầu ra data của mình đây. Đấy hiểu sao không? Đấy thì đây là khối mình đọc về nhé. Khối đọc về thì bây giờ mình chọn là A điểm chứ không phải số điểm. Thì ví dụ mình chọn là mình muốn lấy giá trị của trung bình của 50 thì mình để là tôi lấy 50 điểm là do số điểm tôi lấy về. Bình thường mình lấy từng điểm một, bây giờ mình lấy từng 3 điểm một, mình lấy 5 điểm một. Và sau đó cái khối data này mình sẽ không lấy ngay giá trị mà mình qua cái mình này qua lấy dưới đây có cái chuyện này. Đấy, em ví dụ như này. Cái data này bỏ này, cái này bỏ này. Được chưa? Đấy, thì có bạn là đây chính là cái giá trị trung bình, giả sử nếu mà mình đo tốc độ cơ hoặc đo tốc độ gió thì đây là giá trị gió này, nhưng mà là 50 giá trị tại một điểm, còn 50 điểm tại một thời điểm, tôi lấy 50 giá trị tiền, sau đó tôi lấy trung bình của 50 giá trị thì tôi tính ra một điểm rồi, hiểu được không? Được chưa? Thì cái này gọi là đơn kênh và đa điểm, dành cho tình huống mà cái tín hiệu đầu vào của chúng ta là quá nhiều, cho nên là mình không phải lấy một điểm một. Mà mình sẽ lấy là giá trị trung bình. Đấy, như vậy là chúng ta vừa đi xong cái phần đo tín hiệu một chiều đấy. Đấy, còn ở đây chúng ta lấy giá trị, ví dụ như là chúng ta đo 3 điểm là 1.000 điểm, sẽ đặt 1.000 mẫu cho giá trị trung bình 1.000 mẫu. Đây, ví dụ đây là lấy 1.000 này, thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tín hiệu xoay chiều. Và cái ví dụ chúng ta ở đây sẽ là một tín hiệu xoay chiều. Về chương trình đo tín hiệu AC. Tín hiệu xoay chiều. Em quan sát sơ đồ này. Đấy, vậy là với tín hiệu xoay chiều thì nó khác hoàn toàn với tín hiệu một chiều ở cái khối ở giữa này. Đúng không? Với tín hiệu xoay chiều em có thể đo đơn điểm, có thể đo đơn điểm và cũng có thể đo đa điểm. Nhưng mà nếu đo đơn điểm thì chúng ta sẽ không ra được cái giá trị ở đây. Ví dụ trường hợp này nó ra giá trị trung bình. Hai cái này là ra giá trị đầu dụng. Đấy. Và chẳng hạn như cái áp của chúng ta thực tế của nó là chỉ tại của nó là hơn 300 V nhưng phải 220 V. Cái áp cực đại của nó là 220 nhân với căn 2. Còn hiệu dụng của mình là 220 V. Thì nếu mà dùng cái dạng tín hiệu này thì chúng ta có cái khối chúng ta phân tích được tín hiệu. Thu về này chúng ta ra luôn được giá trị hiệu dụng. Ở đây nó xuất hiện một cái khối mới. Đấy, nhưng mà cái khối này là chúng ta khối đồng bộ thời gian. Và trong cái khối này có 3 cái tham số, thì ở đây chúng ta quan tâm đến 2 cái tham số chính này. Một là tần số chính mẫu, tốc độ chính mẫu. Hai là số mẫu chúng ta đọc về. Đó. Ở trong tình huống này là đọc 20.000 mẫu và tốc độ chính mẫu cũng là 20.000. Đấy. Và ở đây nếu trong tình huống của điện 220V của chúng ta thì trong trường hợp này thì tần số nó là bao nhiêu? 50H. Như vậy cái này tối thiểu bao nhiêu thì nó mới đâu rồi? Có 100, đúng không? Phải là 100 mẫu trên 1 giây. Được chưa? 50H thì là 1 giây nó rộng được 50W là đúng không? Đấy. Thì ý là chúng ta kiểm chứng luôn là nếu chỗ này tôi để 100 thì sao, để 500 thì sao, để 1.000 thì sao. Được chưa? Quan trọng là cái đo xoay chiều nó hay ở chỗ là chúng ta dùng thêm cái khối đồng bộ này, và với đồng bộ này ta chỉnh được cái tốc độ chính mẫu. Mình vẫn nói chuyện với nhau cái tốc độ chính mẫu đúng không? Và phải tuân theo cái Nyquist là phải gấp đôi cái tốc độ của thằng lớn nhất đúng không? Đấy, thế nhưng mà mình chưa thực hành cái việc này trong này. Nhưng mà như hôm trước là bạn các bạn của lớp tuần trước là cái cục biến hát này nó bị lỗi, nhưng mà về nó cũng ra được, cũng hy vọng lớp mình hôm nay nó có đỡ hơn không? Nếu được thì chúng ta sẽ hiện thực hóa được, nếu không thì chúng ta phải cố gắng. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc này.
chúng ta sẽ tạo ra cái em lại làm lại cái vòng quay, đó là vòng quay tạo ra chuồng như quả kim. Tại đây các em phải bảo nhận thì nó sẽ lên đây. Nào bây giờ muốn đo cho chiều vẫn phải làm một chiều, vẫn phải có năm khối đúng không? Ngày đầu tiên thầy vẫn phải làm với giáo viên không khác gì cả. Vẫn làm một giáo viên. Thứ hai là vẫn có khối sát. Thứ ba là vẫn có khối sốt. Thứ tư là vẫn có khối clear. Có clear các em có thể để sát vào khối scope thì nó sẽ tạo ra cái dây dẫn nối luôn. Hai khối mới để sát vào nhau nó sẽ tạo ra cái dây dẫn nối luôn. Và phía trong này chúng ta vẫn phải có khối lọc, không khác gì cả. Đấy. Tuy nhiên bây giờ nó khác ở chỗ này là chúng ta phải để vào giữa khối tạo kênh và khối smart một khối đồng bộ thời gian. Các em vào measurement lấy điều kiện mới và chọn khối tham minh, đó khối tham minh. Còn cách thứ kia là chúng ta học rồi nhá, chúng ta vào chọn khối tham minh. Đây đó, và khối tham minh chúng ta sẽ để nó ở giữa khối tạo kênh và khối start. Bây giờ ta nối dây này, nối dây sau khi nối dây rồi thì chúng ta sẽ cấu hình khối. Cấu hình khối ở đây thì mặc nhiên khi tạo kênh nó sẽ để chúng ta là AI rồi thì nó để nguyên. Riêng với khối lọc này thì chúng ta sẽ phải chỉnh một chút là đơn kênh, nhưng mà phải chọn là A điểm đúng không? Và chúng ta chọn đây là waveform đi. Thế là anh em chọn là single channel. Nhưng mà lại là multi samples. Vâng, và sau đó các em chọn quay kho. Được chưa? Đấy, thì cái này nó sẽ tương ứng với cái câu trong cái đàn thì người ta hỏi các em là hãy lập trình đo lường tín hiệu tương tự đơn kênh và đa điểm, chúng ta sẽ làm thế nào? Tiếp theo này là chúng ta sẽ chỉnh kênh này, physical channel. Chúng ta chỉnh kênh và ở đây thì anh em chúng ta sẽ dùng cái chân là AI2 nhá, AI2 đi, để vai một AI2. Đây thì chưa đóng được về, giờ thì đóng được về vào. Đó là cái chọn để vai một và AI2. Phía trên này chúng ta sẽ vẫn tạo ra ba cái hàng số. Nguyên là cái gì? Trừ 5 đến 5. Trừ 5 đến 5. Và đo kiểu đo là em lấy này. Trừ 5 đến 5 và đo kiểu em lấy này. Để ba cái gì? Tăng ít. Được chưa? Cái này làm giống như đo một chiều, nó không khác gì cả. Để lại rồi. Bây giờ sang phần cái khối tham minh thì chúng ta sẽ chỉnh hai chân ở phía trên và một chân tần số phía dưới. Phía trên chúng ta có sample mode channel, hai là sample mode, thì phần các em cứ tạo ra hai cái số ở hai cái chân này. Các em mặc định lòng nhìn cái đó thì mới chỉnh sau đúng không? Đấy. Và cái finite sample này các em sẽ chỉnh cái thầy nó là continuous. Vâng, để chúng ta đo liên tục. Continuous sample.
được là chọn nghìn tần số chỉ có ta có thể bằng tiền nghìn xem bằng bao nhiêu biết cái tạo của cái hàng số có ở đây là 1.000 rồi ta có thể bằng tiền đăng ký ta thấy không đấy là 1.000 nào cấu hình xong cuối này chưa rồi cấu hình xong chưa rồi ok nào bây giờ ta cấu hình xem cuối đọc nhá. Cuối đọc thì rất là đơn giản rồi, cuối đọc thì chúng ta chỉ có tạo ra một cái indicator thôi. Trong tình huống này ta sẽ chuyển sang màn hình bên này và các em sẽ tạo cho thầy một cái biểu graph nhé. Graph chứ không phải hết mình graph thì là chỉ có graph không thôi. Graph waveform graph và các em nối vào đầu ra của vâng, chúng ta nối vào đầu ra nào, đáp lại nhé, chúng ta dùng waveform graph, các em mở cái phần graph ra và chọn waveform graph, sau đó ta nối vào. Ở đây thầy sẽ cho cái ký hiệu của nó to đưa lên để cho hiện tượng thì đứa nó biết là nó gì, em nhìn vào đó. Tiếp theo này, ở đây còn một thao tác nữa là chúng ta phải lấy cái khối đọc bây giờ của chúng ta không còn cái đầu vào, nó sẽ phát sinh thêm một cái biến là biến number sample per channel, tức là số mẫu trên một kênh. Thì ở đây vì ta phải đồng bộ với cả cái khối ở bên ngoài, ở ngoài lấy 1.000 thì ở trong này chúng ta cũng phải lấy giá trị là 1.000. Như vậy ta sẽ lấy luôn giá trị từ cái rate bên ngoài là 1.000 này, ta đưa vào trong khối đọc và ta đọc 1.000 giá trị. Đấy, bây giờ ta sẽ hãy thử nhá, xem các em có may mắn mua cái lúc gì không. Nào, bây giờ cái đầu ra của cái khối này nó sẽ đi qua một cái con chiếc áp để chúng ta có thể chỉnh được cái biên độ của nó, đúng không? Thì con chiếc áp này đầu ra nó sẽ có hai chân, một chân là đất và một chân là chân tín hiệu. Thì bây giờ chân đất này sẽ phải làm cái thao tác gì? Đồng nhất đất với cả gió ồn vào, đúng không? Cái hai là chân tín hiệu, thầy sẽ đưa cái chân anh hai. Ta sẽ kiểm chứng cái này luôn. Có thể xem được. lúc nãy mình đã thử là 1.000 ngang đúng không?
À, xin lỗi, không nghĩ tốc độ kỳ nữa. Vậy mình thử lại để cho nó là 90 chẳng hạn. Lần số là 90, tức là chúng ta nhỏ hơn 2 lần của nó nhé. Ta thử xem nó ra đi không? Đó, nghe thấy không? Khi thầy hạ nó xuống 90 thì các em thấy cái hình thu về nó không còn hành xin không? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì tốc độ chính tốc của mình nó không kịp, nó bắt không đủ điểm thì nó bây giờ thay không? Thì xin được thay điểm khác. Được chưa? Thì đây chính là minh chứng cho cái định lý Nyquist của các em. Tần số thằng này 50 Hz để tối thiểu phải là 100. Nhưng mà trong tình huống thực tế này thì chưa chắc 100 cũng được, đúng không? Mà có khi ta phải để nó độ 200 theo lương không nhá. Bởi vì nó còn liên quan đến cái sai số của cái hệ thống của cái thiết bị nó thay để 200 này. Đấy, như vậy 200 thì cũng có vẻ ra là hình xin đúng không? Nhưng mà nó méo, nó xấu hơn rất nhiều. Đấy, cho nên để nó ra được hình xin đẹp ấy, thì không những là nó phải gần gấp 2, nó phải gấp 5 lần đấy, đúng không? 5 và nhân với phải 250, 500 và nhân với ra thì cái hình xin cho ra hồi. Thế còn cái số điểm thì chỉ đơn giản là các em đo về là lấy bao nhiêu điểm thôi, đúng không? Mình có thể giảm cái số điểm xuống, chẳng hạn như để số điểm chỉ có 500 thôi. Đấy, và thế tăng cái tốc độ của này lên 500 cả. Đấy, nghe thấy chưa? Bây giờ mới là 500 rồi, lập tức là mình xin nó đã ra hình thù rồi. Chưa đẹp lắm đúng không? Nó hơi nghèo. Nhưng mà thôi, ít ra là còn ra được hình thù xin đấy, được chưa? Đây là tín hiệu trái chiều đấy. Quay tín hiệu trái chiều rồi. Bây giờ sẽ giới thiệu cho các em một số tín hiệu mà chúng ta sẽ phân tích đặc điểm của tín hiệu trái chiều này. Ví dụ như là biên độ, ví dụ như là giá trị tiêu dùng, ví dụ như là tần số nhé, ta sẽ đưa ra. Nó sẽ lấy được rất nhiều cái đặc điểm của nó. Ở đây thì quay trở lại là lại thành đồng nghìn nhé, trở lại thành đồng nghìn. Nào, bây giờ lấy ra các vàng này. Ta đến đây làm được chưa? Có nhanh không? Lấy hàng nhá. Chưa phải. Và các em vào chúng ta đi cùng quay con. Chưa phải vào quay con. Còn này rất nhiều hàng. Để lấy các hàng, chúng ta sẽ vào waveform. Vào được chưa? Trong một waveform này, các em sẽ xuống cho thầy cái dưới cùng này. Analog waveform này, dưới cùng bên trái, đúng không? Analog waveform. Analog WFM. Trong phần analog WFM này có rất nhiều hàng, đúng không? Mình sẽ chọn cho thầy cái hàng dưới cùng bên phải này, đó là measurements. Ôi là con measurements. Tức là các cái hàng đo lường với các khối đo lường với các cái tín hiệu thu về. Đấy, bây giờ nó ra đống tín hiệu rồi. Thì trong này rất nhiều cái, chúng ta ở đây chúng ta sẽ lấy hai cái thôi. Là chúng ta lấy cho thầy cái basic DCRS là chúng ta lấy ra cảm giá trị tiêu dùng. Cái thứ hai là em lấy cho thầy cái mục là extract tone để lấy ra tần số và biên độ nhá. Em sẽ ghi vào đây này. Là lấy cho thầy cái cảm là basic DCRS. Đấy, và dưới này các em sẽ chọn thầy cái mục extract tone. Đây. Được. Thế hai cái. Nào, basic RMS này, bốn cái này. Thứ hai này, waveform này, analog này, measurement này, extract tone này. Ok. Đấy. Còn làm gì nữa? Bây giờ đầu vào của hai cái khối này em thấy là signal in đúng không? Trong cái này signal in là cái dây màu nâu nâu và cạnh cạnh đúng không? Ta sẽ lấy từ về giá trị này ra. Và trên này cũng thế. Signal in. Time signal in. Được chưa?
đầu vào của hai khối này ta sẽ lấy từ cái tín hiệu của chúng ta. Về đầu ra này, RMS. Đây RMS value này, em chuột phải này, tạo indicator này, đấy, được một giá trị RMS value. Thứ hai là amplitude, cho thầy cái amplitude là biên độ, giá trị tải nhá. Thứ ba là frequency là tần số. Được chưa? Ba cái giá trị chúng ta trích ra và RMS value giá trị hiệu dụng. Amplitude là giá trị cực đại và frequency là tần số. Bây giờ ta sẽ thấy ra được chưa? Các em nhìn vào từ khối này, phần hết nó sẽ mở ra thôi, có cả phase, sẽ có cả pha, cả tần số vân vân, đúng không? Đấy, thì bây giờ ta sẽ cho to cái giá trị này ra. Đây, RMS này, tần số này, đúng không? Ở biên độ này để cho đây ra. Và bây giờ ta sẽ chạy thử nhá, xem là nó thu được cái gì. Đó, các bạn thấy không? Đấy, như vậy ở đây các bạn thấy cái tần số ta thu được là 50.11. Mình chứng cho việc đây chính là tần số của điện xuyên chiều, đúng luôn, đúng không? Chứ còn bình thường mà thấy thức kẻ mà ngồi mà đo mà dịch hôm nay làm sao mà ăn ở đây được, xong dọc số nó chia ra để ra được con số 50 là rất là vất vả, đúng không? Ở đây nó ra luôn cho các em tần số, lấy số này nhân chia cộng trừ luôn, dùng để thao tác để điều khiển được luôn, điều ra một số dùng đưa vào các tính thức luôn. Cái thứ hai là giá trị hiệu dụng ở đây chúng ta nhìn nó khoảng 2 đúng không, 1,9 mấy đấy, thì giá trị hiệu dụng nó chỉ có 1,2 thôi. Đây giá trị thì cơ bản của nó 1,7. Nên là các em lấy 1,25 thì các em nhân ra 2 thì ra 1,7. Lấy 1,7 thì chia ra 2 thì ra 1,5. Đây chính là 0 và đây chính là 0,5. Chẳng ra là vì là chúng ta đang hạ, chúng ta hạ nó xuống còn cộng trừ 2 môn thôi. Chứ đúng ra tín hiệu của nó là 202 thì các em nếu để đúng cái biên độ của nó thì trên này nó sẽ là 220 môn. Và đây này sẽ là gì? 220 V2. Chúng ta hiểu không? Đấy, thì đây chính là ưu thế của phép đo giá trị xoay chiều dùng đơn kênh và đa điểm. Đấy, nó nhanh hơn thằng đơn điểm. Là đơn điểm thì các em chịu không thể tính được tần số, không tính được giá trị cực đại và không tính được giá trị hiệu dụng. Còn nếu mà ta đo dạng đa điểm thì ta làm được hết, nó có đống nào hỗ trợ thì cho bao nhiêu tự mạnh. Xong chưa? À, quay trở lại phần cốt cho các em nhìn ra trong trường hợp của chúng ta. Được chưa? Đấy, vậy thì với cái hàng đo lường đơn kênh đa điểm này và đo tín hiệu xoay chiều này, và trong ngân hàng thì các em cũng sẽ có thể gặp câu hỏi là lập trình đo lường tín hiệu xoay chiều đơn kênh đa điểm với tần số chín mẫu là lần này, số điểm là lần này, đúng không? Thì nghe lời chỉ như thế này thôi. Sự khác biệt với bài ngày hôm trước là có thêm cái khối đồng hồ thời gian tham hình Silver Clock. Trong khối đồng hồ thời gian thì có thêm hai cái tham số là số mẫu và tốc độ trung mẫu. Được chưa? Trong cái ba cái hàm đo hàm brick khác với hàm trước là ta phải để đơn kênh và n sample, tức là đa điểm chứ không phải đơn điểm. Được. Sau khi mà đơn kênh đa điểm xong thì đầu ra chúng ta sẽ là một cái tín hiệu dạng vector hay là một chùm tín hiệu hoặc một chuỗi, một nhóm tín hiệu chứ không phải một tín hiệu đa điểm. Thì bây giờ thông qua các nhà phân tích đâu, càng tìm tần số, càng tìm biên độ, càng tìm giá trị trung bình, tìm giá trị tiêu thụ, chúng ta tách ra các tham số điện tử. Lấy vô hạn được, lấy vô hạn thì cái tín hiệu nó chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi. Còn nếu mà mình lấy ít điểm, các em nhìn cái hình này, thầy sẽ để nó ở dạng là auto cho các em nhìn. Thầy sẽ để cái thằng này là auto ít này. Thì các em nhìn giá trị cuối cùng của nó là 1, mà số này nó không tăng. Thầy sẽ để tăng cái kích thước để cho các em nhìn.
Nào, chúng ta quan sát này. Ở đây bạn hỏi là cái con số điểm nó liên quan cái gì thì em nhìn ở đây nhé. Tiết mục của nó là 1/1 này. Thầy đéo thích rồi mà số này nó không tăng nhé. Nếu các em đong thêm điểm thì cái số tiếp tục thời gian này nó tăng liên tục này. Nó cứ tăng mãi, tăng mãi, tăng mãi, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 10 nghìn, 10 triệu vân vân. Nhưng thầy để ở đây chỉ số điểm là 1.000 thì nó chỉ ra 1 nhé. Bây giờ thầy giảm con số 1.000 này thành 500 điểm thì các em nghĩ là nó sẽ đến bao nhiêu? Nó chỉ đến 0.5 nhá, bây giờ thầy thử luôn này. Đấy 500 điểm hoặc là 200 điểm để cho nó dễ nhìn, 200 điểm thôi. Nào, thấy chưa? Đây là algorithm. Khi thầy lấy 200 điểm lập tức cho này nó chỉ dừng đến 1.2 và nó dừng lại. Đấy, có nghĩa là thấy tín hiệu nó trôi, tín hiệu nó trôi nhưng mà tôi chỉ lấy đúng 200 điểm thực hiện. Lấy 200 điểm thực hiện, lấy 200 điểm thực hiện, lấy 200 điểm thực hiện. Được không? Đấy, còn kia là một điểm nhận, một điểm nhận, một điểm nhận. Và cái số này nó tăng liên tục. Nhưng con chỉ lấy có 200 điểm một thôi và con chỉ nhận ra cho nên là chỗ này nó chỉ từ 0 đến 1.2. Không hơn được. Không gặp số điểm mà. Mình chọn đa điểm thì mình phải có số điểm. Không có số điểm thì nó sẽ là số điểm mặc định. Và mặc định nó là 1.000 điểm. Tức là nếu các em không đặt tham số thì nó sẽ bị giá trị mặc định. Cô hạn điểm trẻ em tăng lên thôi. Chứ nó không có khối để cho các bạn điểm. Cái này không phải là cái cách đọc là gì, nó không phải là cách đọc của em có thể làm loại điểm được. Vì đây là nó đọc là cái đọc bao nhiêu lần. Cái đọc bao nhiêu lần giống như kiểu là thì nó đang có thể cho các cùng lúc mà quay lại cùng mà đi. Em có thể làm loại được, đúng không? Thầy cho một bạn hoặc một hay là 5 bạn hoặc thêm 10 bạn hoặc một. Thì đấy là số điểm để cho bạn. Hiểu không? Thì ở đây là mình đọc một phát là 200 điểm và tôi hiện lên 200 điểm. Chứ là được một đường thôi mà. Đọc một phát 200 điểm và không có 200 điểm. Đấy nằm bờ ở trên. Nào các em đã làm được như thế chưa? Nó không phức tạp thì hơn nhiều đâu, đúng không? Chỉ cần chú ý một ý, chỗ này là đa điểm. Chỗ này là khối tham hình đồng bộ. Được. Nào được chưa? Và có thắc mắc gì không? Thắc mắc thì chúng ta hỏi. Rồi. Ok. Nào với các bạn mà không có máy thì có lẽ chúng ta phải tìm cách chúng ta ngồi xen kẽ một bối cảnh các bạn có máy đi, chứ còn chỉ có nhìn lập trình này thì không lập trình được đâu. Đến lúc mà bác cũng có thể nhìn là không quay được nữa. Mất kiến thức không thế nhỉ? Mất kiến thức. Quay phòng. Đấy thì với cái hàng đo sum vuông nhá thì nó giống hệt với cái hàng kia. Nó chỉ khác là với sum mà các em đo về thì có thể lên các cái tính năng đo khác. Đấy, ví dụ ta chuyên để đo sum và đo các cái đo độ rộng sum này. Đo to độ chu kỳ sum, độ phần cao của sum, phần cao phần thấp vân vân. Thế thì cái phần do cái độ này thì các em làm kia chỉ khác là cái phần là chúng ta xử lý thế nào tín hiệu đo về thôi. Thì nếu mà tín hiệu đo về là dạng xì chin thì ta sẽ trích được ra cái tham số khác, và tín hiệu đo về là dạng sum thì ta sẽ trích ra tham số khác. Còn cách lập trình thì giống hết nhau. Đấy thì đấy là nội dung của cái phần đo đo về là đo một chiều và sang chiều. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ biết vào một chút. Chúng ta sẽ lên tầm chút. Nào hôm trước thầy đã cho cái bài là xuất hình sin ra, hình sin về và xuất tín hiệu digital A ra và thông tin digital về trên cùng một hàm chưa? Chúng ta cứ làm lại nhé. Vì bài đấy cũng là bài tương đối tổng quát. Một là chúng ta sẽ lại nhắc lại với nhau này, là số hình sin này, biên độ là từ 0 đến 4 vôn, ra chân A bằng 0. Sau đó ta thu hình sin về. Qua chân AI5
có chân ai đi nào. Đó, hiển thị dấu vị. Hiển thị tên đầu tiên của đó. Cùng với tín hiệu ba môn. Cùng với tín hiệu ba môn, chỗ này đang phải dùng tín năng chậm tín hiệu nhá. Chậm tín hiệu. Sau đó là nếu nếu mà biên độ của nhịp sin mà lớn hơn 3 vôn hoặc bằng 3 vôn thì chúng ta sẽ cho đèn sáng, vâng. Còn nhỏ hơn 3 vôn chúng ta sẽ cho đèn tắt. Đèn tắt. Bài đặt chưa đặt chưa? Đặt rồi đúng không? Còn rồi, chúng ta lại đi cho mình bài này. Bản chất của cái việc này nó chính là phòng ra số và tương tự đấy, đúng không? Đèn tắt, sau đó là xuất tín hiệu đèn, đúng không? Xuất tín hiệu đèn. Xuất tín hiệu đèn. Ra chân P0.5 và thu về, đúng không? Về qua chân là P1.2 đi, về qua P1.2 hiển thị trên đèn, đúng không? Đấy, chúng ta có cái này thao tác. Đấy, và chúng ta sẽ kết nối ở đây là chúng ta có AO0 và AI5 rồi. Vâng, còn bây giờ chúng ta còn lại là ta sẽ nối từ P0.5 đến P1.2. À thôi, chúng ta sẽ lấy là P1.2. Thế là phải sẽ nối nó vào P1.2 này. Xin chào. Thấy ơi,
em hỏi xem chạy nó lại thì nó lỗi thế này bởi vì em không có phần cứng, nhưng mà bên em anh này vẫn được, vẫn chạy. Đề vai 4 ở đây em phải chọn là RSD. Đấy, còn tín hiệu hiện ra thì lung tung vì mình đang mô phỏng nên là nó sẽ không phải tín hiệu thật. Cái tín hiệu mà các em làm giống cái bài đây của thầy mà liên hiện lên trên cái đồ thị là tín hiệu giả nhá, tín hiệu đấy không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta phải có thiết bị thật thì nó mới ra cái tín hiệu thật được. Cho nên rất nhiều bạn là chúng ta lập trình đúng rồi, đúng hết rồi, nhưng mà chúng ta không gắn cái thiết bị thật là sẽ không ra. Đấy, và một cái thao tác mà chúng ta phải để ý, rất là để ý, đó là cái thao tác chỉ chân của thiết bị. Đấy, nhưng phần đó khi chúng ta làm học chúng ta mà làm một cái thiết bị ảo cho nên là không để ý đến cái việc đó. Nhưng mà khi mà chúng ta gắn cái thiết bị thật mà em chỉ sai chân thì không bao giờ chắc. Hai cái mà em cực kỳ để ý khi em làm thật nhé, thì thi thật đấy. Một là em phải chỉ chân đúng, cái thứ hai là phải đồng nhất đất, hai cái chị đã ghi nhớ lại này. Không thì lúc nào bắt cái động cơ thật đưa ra không quay được động cơ là chỉ vì không đồng nhất đất là một, hai là em không chỉnh đúng chân, là chỉnh đúng hết rồi. Hôm trước cái bài bốn cái giai đoạn gia công là thầy chưa rồi đúng không, thầy chưa rồi đúng không, đã hoặc là lên làm chưa? Đấy, thì tí nữa còn thời gian thì chúng ta có thể gọi một bạn nữa lên làm để ôn lại cái bài đó. Đấy, nói cho cùng là cái môn này thì đi phần thực hành các em chiếm tới 6 điểm liền. Đấy, cho nên là kiểu gì thì kiểu các em vẫn phải làm được, phải thao tác được. Nhưng mà không chỉ nói chuyện chúng ta hiểu vấn đề để chúng ta biết làm không, mà các em phải lập trình được. Chứ môn học là môn lập trình, mà chúng ta không lập trình được thì coi như là không có ý nghĩa gì cả. Rồi bây giờ của em là chúng ta phải xuất hình sin đúng không? Hình sin thì đúng rồi, đi inventory, sau đó đi vào vị trí là log về đích, chúng ta chọn sin. Sau này mình để động cơ một chiều thì các em sẽ được lập trình trước với cái động cơ ảo. Động cơ ảo sẽ copy đến từng máy của các em, và các em sẽ lập trình luôn ra kết quả mà không cần bạn có thể lập trình máy được, không cần động cơ thật. Sau khi chúng ta điều khiển xong động cơ ảo thì bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu lập vào quả view. Thank you.
Đấy, vậy là bạn nhân mình xin 12, mình xin sẽ nằm trong khoảng trừ 2 đến 2. Sau đó cộng thêm 12 vào thì nó sẽ nằm trong khoảng ít hơn 14. Vậy là chúng ta đã tạo ra xong một hình xin có biên độ ít hơn 14 rồi. Bây giờ ta phải bắn cái hình xin này ra tổng cao không? Chúng ta bắn hình xin này qua cổ cao không? Đúng rồi, đúng rồi. Tín hiệu xuất ra của khu về chúng ta sẽ đặt trong giải của 0-5 môn. Và chỉ cực tiểu là 0 môn, chỉ cực đại là 5 môn. Kiểu đo chúng ta là đo tín hiệu so với đất, là đo kiểu LLE. Thank you.
Cái cười giống đây là nó trả một giá trị DC và mình cứ là cái đầu ra của nó là một cái khoản lừa thì cho ra trả một kết quả. Rồi như vậy là bạn đã bắn được hình sin ra đúng không? Bây giờ ta sẽ phải không lấy từ đấy. Đấy là cái hình sin ảo được bắn ra. Đúng không? Anh thầy đang cần em lại anh thu cái hình sin thật về và mình mới hiện lên đồ thị là hình thị của hình sin thật. Chứ mà em lấy từ cái dây đấy ra thì nó là hình sin ảo. Và hình sin chưa xuất hiện qua phần cứng. Cho nên mình phải có thêm một cái thao tác, cho nên là chúng ta phải cần 5 cái khối để thực hiện thao tác đọc dữ liệu về và đọc cái dạng là đơn kênh đơn điểm chứ không phải là đa kênh nhé, chứ không phải là đơn kênh đa điểm. Thì lại có thêm một cái khối đọc. Rồi, phải chỉnh thai đi. Sau tương tự ta sẽ vào các cái tham số kênh này. À, lúc đấy ta đó là đi về quay chân 2i5 đúng không? Như vậy em phải chọn là về quay 1 là 2i5. Còn mỗi giây lắm. Nghĩ ra lỗi thì chẳng làm gì một rồi. Rồi, cái đấy mặc định là hai lớp. Bây giờ đầu ra của những cái đó đúng không? Đầu ra là đầu ra với data, không phải tham khảo vào đấy. Đầu ra và data thì chúng ta mới đưa nó về cái quy luật chắc của data đúng không? Đó, rồi bây giờ em sẽ hiển thị ở trên kết quả chạy thử xem nó cao. Và sau đó đến cái điểm. Đấy, như vậy tín hiệu của em về là một tín hiệu rất là nhằm. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chân 20 và chân 25 là đối với nhau chưa? Xem phần vật lý là đối với nhau chưa? Đúng chưa? 25 và 20. Đấy, vậy là 25 và 20 chúng ta chưa đối đúng không? Phải đối với nhau thì chiều bóng tinh quy sau một điều kiện nếu là dừng thì không phải số thì không phải số không thì cho thêm một điều thời gian nữa cho nó mình nó không bị nhanh quá để khoảng 100 ms với máy của thầy vì máy của các em là khác nhau đấy mình học rồi là đối với một máy tính với cái con chip khác nhau thì cái chu kỳ máy là khác nhau. Được chưa? Bây giờ cứ đấu chặt vào. Sau đó là em còn anh cái này em thử để cho nó có vẻ như là đang tăng giảm rồi đúng không? Bây giờ em sẽ để cho nó là đề văn 1, 2, 5, áo 0. Đó, bây giờ trên cái bôi phong của chúng ta trên cái màn hình đấy em bỏ áo UI đi. Bỏ UI cái E-scale. Bỏ UI của chúng ta đấy, cái E-scale E nhá.
bỏ cho bỏ không đi. Và chị em ở đây từ 0 đến 4 môn thì các em để ở đây từ 1 đến 5 môn. Chỉ 1 đến 5 môn. Đó. Bây giờ học tôi thích thì để học ít. Để xem có học ít học Excel này. Đấy, để học ít học rồi thế nào. Clear đi chung phải lên trên cái màn hình để chọn cái clear chay. Clear, cái mũi chỗ này, clear chay. Trên, đó. Được chưa? 0, 4 này. Được chưa? Đó, như vậy là bạn đã thu được về cái giá trị của chúng ta là từ 0 đến 4 con. Rồi. Bài tiếp theo là Shopee đã có hình xin về rồi đúng không? Thì bây giờ hiện cho thầy một cái hình số 3 luôn lên cho cái đèn để ảo thôi đúng không? Và cứ hướng lên 3 luôn thì phần đèn và nhỏ hơn bao nhiêu thì nó đẹp. Câu này được ảo thôi đúng không? Số 3. Nào, hiện lên một tín hiệu 3 luôn trên cùng biểu thị đó. Và lớn hơn 3 thì phần đèn sáng lên và nhỏ hơn 3 thì nó đèn gì? Đèn ở đây là đèn ảo thôi, chưa phải là đèn thu về đâu. Có số ba à? Nào có ai thấy không ạ? Tao à? Rồi, nhưng mà cái khối này thì nó mang tính chất là cái khối đang sẵn. Khối đang sẵn thì nó sẽ không di chuyển được hiệu quả bằng các cái khối kia. Giờ trong quá trình em điều chỉnh điều khiển động cơ và cái khối này thì thứ nhất là cái khối đang sẵn này nó rất là nặng. Nó nặng thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến tốc độ đào viên của cái hệ thống chúng ta. Khi mà mình dùng cái công cụ mà chính xác từ khối này mình di chuyển được ở khối này là nó kẹt rất nhiều. Và để hiểu sâu về lập trình thì khuyến cáo là không nên dùng từ quá sẵn. Biết nhiều công cụ. Bây giờ em sẽ phải thực hiện là chậm tín hiệu và đưa thêm tín hiệu số 3 lên cùng một hình đúng không? Cái khối chậm tín hiệu thì ở trong phần Express và Shift Menu ngoài cùng bên phải ngoài cùng bên phải và chọn Merge Signal trên cùng để trả phần nào. Được. Thì cái đầu ra của cái khối đọc kia thì sẽ phải đưa vào một chân của khối CN đó. Và cái đầu ra mà đang đi vào cái đồ thị của em kìa thì em sẽ phải ngắt cái dây ra đúng không? Và nối nó thông qua cái khối chân dữ liệu đó. Phải ngắt cái dây ra. Chọn thì ra khi đang di chuyển thì đấy nó thành cái chọn để xóa đi. Bây giờ em nối một đầu vào cái khối chặt tín hiệu. Nối cái đầu này vào khối chặt tín hiệu, ví dụ vào phía trên nhà đúng không? Đấy, rồi bây giờ đầu ra của cái chặt tín hiệu này em đi vào cái khối móc chặt đó.
ok. Thì còn cái tín hiệu ở phía dưới đấy mình sẽ tạo ra tín hiệu thằng số bằng 3. Để create cái sao cũng được. Để em để số 3 vào. Dạ. Bây giờ em nháy nút phần thị đó. Làm sao mà trên đấy nó sẽ hiện ra được hai cái tín hiệu đúng không? Bây giờ em sang phần plot luôn, em kéo sang bên trái để cho nó hiện thành thêm một cái plot một nữa. Có bắt đầu cái màn hình kia. Đấy, bây giờ em lên phần plot con góc trên bên phải này. Đấy. Đấm ra ngoài. Không. Bỏ chọn đi, bỏ chọn đấm ra ngoài màn hình này. Rồi, đấy, plot không từ từ nhá, từ từ nhìn. Di chuyển vào plot không đi nào. Nào. Đấy. Không thấy là di chuyển rồi, thì em phải ấn để bỏ chọn nhá. Đấy, di chuyển vào, di chuyển lại. Nào, di chuyển vào plot không. Đấy, thấy cái ô chưa, cái ô bên trái nó có ba cái dấu chấm không? Bên trái có ba dấu chấm. Đấy, bây giờ mình kéo nó di chuyển xuống cái dấu chấm ở giữa. Đấy, rồi kéo lại, rồi. Như vậy thì con 1 chính là tín hiệu số 3, đúng không? 3 của em. Em đổi màu dưới thành màu vàng cho các bạn dễ nhìn. Và cho động lên. Các bạn đổi cho màu vàng, màu tươi. Rồi, và cho động lên. Đó là những bích. Rồi, cho động lên. Cho chạy đến nữa. Bây giờ đấy là chúng ta có 3 rồi, đúng không? Và chúng ta có tín hiệu từ 0 đến 4. Đấy, bây giờ tiếp theo là em cho thầy một cái đèn để chúng ta lập trình là nếu mà lớn hơn 3 đúng không thì đèn sáng và nhỏ hơn 3 thì đèn tắt. Rồi bây giờ dừng chương trình sang bên kia. Nào, cái tín hiệu cần so sánh chính là cái tín hiệu mà đầu ra của khối đọc. Bây giờ ta phải đưa vào cái khối so sánh đúng không? Em đưa thầy một giá trị lớn hơn, so sánh lớn hơn. Đó. Phía trên của khối lớn hơn em lấy cái giá trị từ cái chân đọc về. Đấy. Rồi. Đúng không? Em phía dưới đấy em tạo thầy một số 3 đấy cũng được. Tạo cho thầy một số 3 đấy. Đầu ra em tạo cho thầy một indicator. Đầu ra chúng ta phải lấy indicator. Đấy, thì tự nó ra cái bóng đèn. Đúng không? Đấy, bây giờ ta sang bên kia và ta cho cái bóng đèn nó to ra. Rồi, nó chạy đi. Đúng không? Như các bạn là trên 3 thì là đèn sáng chưa? Các bạn dưới 3 đèn tắt. Rồi, ok, đúng không? Trên tim. Vâng. Rồi,
Bây giờ xuất tín hiệu số ra thì em sẽ cần 5 khối, đúng không? Em cứ tạo ra 5 khối đã. Đầu tiên là khối tạo kênh, khối start, khối ghi, khối stop và khối clear. Khối tạo kênh thì vào measurement phải, chân tín measurement. Rồi. Đấy, tạo kênh là cái biết channel. Rồi đúng không bối này. Đó. Em cho cái này xuống dưới. Rồi. Thứ hai là đưa khối start vào. Start là khối ghi tạo ra màu xanh. Đấy, đúng rồi. Tiếp theo là khối ghi. Khối ghi là những cái bút. All right. Nào, ghi chúng ta sẽ phải để ở trong vòng quay. Bởi vì chúng ta thực hiện ghi nhiều lần. Bây giờ đến stop và clear, em có thể copy ở phía trên. Copy hạ xuống. Hai cái đấy là chuẩn C, em được về đúng không? Rồi, bây giờ em sẽ nối dây toàn bộ cái 5 khối đẹp nhau. Nối dây cứ ở trên, nối với ở trên, ở dưới nối với ở dưới, đúng không? Trên cùng nó sẽ có cái tín hiệu đấy, nối với ở trên. Dưới cùng nối với ở dưới. Rồi, bây giờ trước khi em chỉnh thì mình phải chọn đúng khối đã, đúng không? À, kênh của chúng ta mặc định nó đang là A nó lấp in. Bây giờ mình phải đổi nó thành cái gì? À, kênh của đang là A nó lấp in ID kìa, đúng không? Mình phải chọn ra gì? Digital out, vì mình đang xúc tín hiệu số ra. Bây giờ là digital out, tương tự cái khối kia, cái khối ghi. Em cũng chỉnh cho thầy là digital out. Đó là digital. Ở đây mình sẽ chọn là single channel, đơn kênh, single sample, đơn điểm và open and valid trên cùng. Rồi. Được. Bây giờ phần tạo kênh thì em chỉ cần chỉnh chân thôi. Thì chúng ta có một cái chân line. Phần tạo kênh bên trái, phần bên trái. Đấy, có một chân line. Đấy, chân line đấy tạo hàng số. À, để nó là đúng cái chân line này. Rồi, rồi. Rồi, chúng ta sẽ chọn nó là chúng ta xuất ra chân V0.5. Đó, vì vậy em phải để nó là đề quan 1 cos 0 lay 5. Đề quan 1 cos 0 lay 5. Đấy, sau đó là cái phần ghi, cái phần bằng ghi. Bởi vì chúng ta chỉ có một chân đầu vào là chân chân data ấy. Đấy, cái chân đấy mình sẽ phải lấy từ cái đèn mình đưa vào. Đấy đâu, từ cái dây của cái dây đầu ra của cái phép cho sạch. Đầu ra của phép cho sạch. Học em nối được từ dưới lên cho dễ. Đấy, nối được từ cái data này, nối lên. Đấy, nối vào đầu ra của phép cho sạch. Rồi, có phải là nếu mà cái đèn này vào 1 thì nó sẽ bắn 1 ra và đèn 0 thì nó bắn 0 ra. Giờ như vậy là em đã tạo xong được cái đầu xuất tín hiệu ra chân V0.5. Bây giờ tương tự em làm cho thầy thu tín hiệu này qua chân V1.2. Một cách hoàn toàn tương tự, chỉ thay khối tạo kênh, khối ghi thì thay thành khối đọc. Khối tạo kênh thì nhớ các phải để là còn ghi sẽ có in chứ không phải để chúng ta còn mới vào kia nào, đấy là khối ghi rồi, em tạo mới đi, không cần phải copy đó. Nào, bây giờ chuyển ra khối đọc và những ký read. Rồi tương tự stop và clear có thể copy xuống. Đây là ghi ra. Được chưa? Để mà nối vào. Từ hình xin cũng đi ra chỉ là hình xin. Sau đó hình xin đi.
chưa đúng rồi, chưa đúng chỗ có bị nứt ở ấy. Cái này là ta, ông chúng ta là ngã ta. Thì những cái bài này là bài rất cơ bản, sau này kể cả điều khiển cái gì đi chăng nữa mình cũng phải dùng ra cái khối này hết, không phải là chỉ đi là chỉ làm. Nào bây giờ phần in này thì là đề bài 1, bóc 1 và lại mấy? Bóc 1 lại 2, bóc 1 lại 2 thì đề bài 1.2. Em vẫn đang để con không? Bóc 1 lại 2. Rồi, bây giờ ở cái khối đọc nó đang là analog đúng không? Em phải chỉnh cái thầy là digital giống em lúc đấy. Single channel, single sample và open online. Khối đọc này sẽ tạo ra một cái indicator ở cái khối đọc cho thấy dữ liệu ra ở bên phải khối đọc. Dạ, đấy, bây giờ chấm cái này. Thì em sẽ tạo một cái indicator chính là cái này. À, chưa đúng rồi. Nào. Bây giờ nếu mà không biết vị trí của nó thì có thể là đi rồi bây giờ em sẽ lấy cái data chưa, rồi tạo một mini ghi tờ đấy, từ đấy là cái đèn thứ hai, chính là cái đèn mà đèn thật đấy, đèn tín hiệu thật về. Giờ em phóng to cái đèn thứ hai lên, cho to cái đèn thứ hai lên, đèn đấy là đèn thật, đèn kia là đèn ảo. Các bạn này không phải là thích đèn tròn mà thích đèn kéo. Đấy, bây giờ chỉnh cho chương trình nó hết lỗi đi. Để cho cái đèn thứ hai nó ngay ngắn và để nó mắt sầm sầy kia. Để nó dính lên trên gì. Bây giờ di chuyển cái đèn đám nào. Rồi, để đánh được, rồi ok. Nào, bây giờ chương trình đang vô đúng không? Kiểm tra xem vô được không? Thẳng được lên, thẳng được lên. Cứ lên một sáng, cứ lên cả, cứ lên vô đây này. Để cháy được. Nó chọn xe vô vô. À, em phải nó lỗi là đấy. Nó can chân quê, chắc là biết dây rồi, can chân quê. Cái lối từ đấy mà. À, lối vào đúng dấu chấm nhá. Nối vào đúng cái dấu chấm ấy. Đấy, con thấy nối xuyên qua đấy cũng được. Nối thẳng như thế nào. Chú ý nha, không phải đấy. Đấy, đấy con xem. Đó, được chưa? Rồi, sang bên kia chạy thử thế nào. Chạy cho nên rồi. Không phải đấy, tắt đi, tắt đi. Rồi chạy thử thế nào. Rồi xuống nha. Đấy, đèn đút sáng đúng không? Để chứng tỏ là cái hiệu thật của mình thu về là chưa đúng. Bây giờ nó sai ở chỗ nào? Đầu tiên sẽ kết nối được kết nối chưa? Từ bóc 0.25 đối với bóc 0.22 đến 0.5 đối với P1.2. Vâng. Đấy, vậy là nếu chưa kết nối với nhau. Thảo nguyên thứ 2 là mình có nối hai cái dây với nhau. Đấy, thấy chưa? Nhìn cái bản. Đó, tay bộ cái thằng kia chưa? Đấy, sáng cùng sáng đúng chưa? Tắt cùng tắt. Đấy, thì nếu bây giờ ta dứt cái dây đấy ra thì là tín hiệu sẽ không chạy được. Đúng chưa? Là thằng trên thì thằng ảo thì bật bật sáng đúng không? Nhưng mà thằng dưới là nó không phải sáng. Ok. Rồi cảm ơn em. Bây giờ tất cả các bạn lập trình ở dưới máy thầy sẽ mang cái thiết bị này thì đóng vào máy cho em. Đó. Và nếu như mà nó chạy được như này thì bỏ em nó chỉ đúng. Còn nếu như mà nó không chạy thì bỏ em nó chỉ sai.
Bây giờ trên này của thầy là phần dây là đã nối giữa PA0 và PA2 long rồi đúng không? Thứ hai là P0.5 đã được nối với P1.2 rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn là bốn cái máy các em thôi, nào cũng được không? Rồi là máy nào. Các bạn khác có thể quan sát. Không cứ chạy thử những gương thì sao ạ? Không được thì chỉ dừng thay cái. Đấy thì bây giờ phải xem là cái cắm vào máy em ra mềm rồi. Thì phải mở mắt ra, phần mềm nơi mắt ra thì mới biết được. Đó. Và hầu hết bây giờ với các phần mềm mới thì thiết bị động nó sẽ có dạng màu đen nhé. Thì cái này chính là cái biểu tượng của UV màu đen. Và thứ hai sẽ tự quay số cộng của trái, bên trái cái này là cộng cộng áo cũng lên rồi, chờ một chút thấy chưa, là của em là màu xanh đó là level 3, như vậy mình phải chỉnh tất cả là level 3 nhé, của thầy là level 1 từ nào máy các em nó sẽ đánh cái số khác đó, chỉ là đúng chân, nếu không đúng chân thì xin nó không ra mà đèn nó không được sáng được. Cho nên là phần quan trọng nhất khi em dùng máy của mình là cái phần đối chứng chân thế thôi, lập trình thì lập trình thế rồi, nếu chân của chị không đúng chắc chắn thì gì nó không về. Thứ hai là đèn nó sẽ không sáng. Là của mình là A5 và AO0 ấy, chứ không phải là rồi chạy xong kia là đấy, như vậy là vị trình chưa về, mà đèn cũng chưa, đúng không? Bây giờ ta kiểm tra làm sao nhá, sông tất cả với áo gì không? Đấy là có lỗi thế này. RSE từ đó bảo là gì? A0 của em là sai rồi đúng không? Thầy bảo là xuất ra AO0 và A5 rồi ạ. Đấy, như vậy em phải chỉnh lại là xuất ra, là xuất ra chân AO0, như vậy phần bi của em là phải AO0, hai hàm dưới là hai hàm tiền. Đây là AO0 là sai rồi đúng không? Xuất số và đọc số ạ. Khi đưa đưa của data này mặc định là AO0 thì em đã tạo cái số này cho em được đối, thế thì thành ra nó không tự động đổi vào xuất ra cho AO0. Một mối cực kỳ hay gặp nhé, các em nhìn này, một mối cực kỳ hay gặp. Đây thầy ta đã đưa để bạn nhìn lối này là ta gặp thường xuyên này. Nó không có ao. Các bạn quan sát nhá. Đầu tiên là các bạn đưa vào đây khối A tạo cây này, được chưa? Và khi em thử đối lập ra thì mặt tên của nó sẽ là AI. Đây cần AI. Các em tạo ở đây một hàm số, đúng không? Tạo một hàm số và các em chọn hàm số này thì giả sử là chọn là thế rồi thì ở đây là không đối. Tạo kênh này, hàng số này. Và các em để ở đây thì giả sử các em để là đề bài 2 AI0 nhé. Sau đó các em phải chỉnh một tạo kênh này ra là AI, các em đổi sang AO. Thì khi các em đổi sang AO thì thằng này nó vẫn đang là AI và nó vẫn tự động nó thay đổi nhau. Có hiểu không? Cho nên chỗ này mà sai này là các em không biết sai tại sao nó không chỉnh được. Chỗ này muốn làm nhé là sau khi các em đổi AO các em phải xóa cái này đi. Cái về tạo AO chưa? Thì lúc đó chúng ta AO còn máy của em sẽ là AI, không bao giờ nó là AO cả. Chú ý nhá, chỗ này nhiều bạn sai lắm này. Được chưa? AO chưa rồi tạo. Sau khi các em đổi cái khối từ AI sang AO hoặc là đi rồi, em phải xóa hàng số đi và tạo lại. Chưa của bạn, ra chưa? Chưa được, tiếp. Chẳng biết nào. Nào bây giờ ở đây thì là để kết cho thầy tướng thơm không? Chứ không phải chứng thơm đâu. Mặt định của chúng ta là tướng
9.5 nhưng mà ta phải chỉnh lại nó là 9.5. Đó là chưa được hướng dẫn chuyển đổi gì phải không? Nào tiếp theo này, bây giờ mình xin mình bán ra đây rồi. Nào bán ra đây, tối nay lại bán ra ao không? Nào ao không cho bán ra ao không? Đề bài ao không của Mỹ Trân phải công lý đối với ao không? Không, chỉ có phải ao một. Nào đề bài ba được chưa? Được chưa? Ra anh xin chưa? Sáng đèn chưa? Nóng chậm thì bỏ tăng thời gian lên, bảo máy khác nhau là cái thời gian khác nhau. Của tay thì để cái nóng chậm thì đi quá, nóng chậm đi. Để 100 khoảng 30, 100 chậm được. Được chưa? Đấy, thì đấy là ý chính là của ông, mình sẽ ra nó méo. Nếu không là nó sẽ không có cái đoạn này, đúng không? Đấy, nó sẽ chậm thời gian. Sao bạn nào có thử nữa không? Bây giờ chỉ đi. Vậy là có hai cái đối phương, các bạn chỉnh chân sai không? Các bạn chỉnh chân sai không? Chỉnh chân để nhìn đúng cái bài này, cái đối phương thật. Kéo nhẹ mới là đúng. Cái thứ hai chúng ta sai là chúng ta sau khi đổ cối chúng ta tạo không đổ lại là chỉ hàng sau là ra cái đèn sai đèn không ra cho phải đây đi đi tờ là ra luôn đèn ra cái đèn nữa sau cái đèn đấy. Cái thứ ba là rất nhiều bạn chúng ta để là trừ 5 vô yêu cầu là 10.5. Cái phải là không biết hiểu đâu kia vâng. Đây là cái gì đấy? Ở cái này em xóa đi, chụp lại đi. Cái ok. Bạn đúng rồi. Đâu cái cái lỗi gì mà đứng thấy luôn. Chúng ta còn thời gian đúng không? Và kể cả là sau khi mà hết tuổi rồi, bạn nào vẫn còn cần muốn làm thế chương thế linh hoạt thì chúng ta sẽ ở lại và các bạn có thể được trước đúng không? Chắc chắn là còn thời gian được nên. Thôi chúng ta là khắc phục khó khăn đúng không? Mỗi một cái vật cứu thôi. Hôm nay 4 triệu nên là không thể làm 10 một lần. Nó không cứ dùng ba để đi đỏ hiểm lỗi gì đỏ dưới nó thế để à cho tôi nhanh và chú ý là các em mà xuống dưới biển quay nhá kim cầm quân đối thẳng 6.8 ra một đường ra công chơi nhá cái đấy dặn rất kỹ rồi đấy là chúng ta chỉ xuất tín hiệu thôi nó không có công suất chỉ còn đầu ra bằng nhiệt với động cơ là cơ bản là chết luôn đấy. Chúng ta phải qua các mạch với đại công suất thì ở đây chúng ta làm được mấy mẫu tín hiệu chẳng công suất gì cả tôi muốn chứ cái gì đó là cộng 2 cộng 3 người rồi các bạn xin về mà nó kéo thế là xin đúng rồi đúng không? À từ từ chương trình đã nhiên vật đang chạy rút luôn đây nhá, rút luôn thì có thể không tránh cũng có thể tránh sản xuất có sống nữa đây em đoán xem nếu mất đây nó cái này là cái đối này trên này thì đâu? Ôn năm à? Tôi đi quen vào đấy là, đây em mới về thì chỗ đó, hiểu không? Cái khối này thì chỉ có cái gì là đâu? Nếu mà cái này này nó đóng cái
tức là ví dụ mình suy ra nó hay hơn rất là nhiều. Chú ý là khi thiết bị đặt chạy mà giống như là các em đang cắm một cây mà đang có quy dữ liệu ấy không được rút ra, dừng chương trình ra được chưa? Để bài ngay thì quay về bài ngay. Để bài ngay thì bài ngay. Bây giờ chỉnh tất cả thì bài ngay nhé. Chưa hỏi anh cả. Tại sao đấy? À không thì nó không có. Trừ 5 chạy phát là nó bảo luôn. Máy nó có báo lỗi gì đấy. Lúc nãy bạn cũng thấy nó cộng điểm nhỉ? Sự giả nó mất được điểm. Chưa sao rồi ạ. Rồi ạ. Mình chưa đó. Rồi rồi rồi. Rồi mà này ám lên rồi. Nằm chú ý nhé, các bạn chú ý cho cái là khi mà đang chạy thì không được rút quên tay ra, nó chạy xong rồi thì à, cái này chạy xong rồi dừng chương trình lại, chạy xong kẻ đó tiếp tục rồi. Nhưng mà cho đây không thì nó bị à ở đây có thể bị phá lưu gì đấy nhỉ, nó cứ để dừng cái tình hình được không lại không bị để nằm đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài nhóm bốn cái giai đoạn giai đoạn bóng đá số bóng năm hai cái bài để xem bốn giai đoạn giai đoạn ông nhớ gì về cái bốn giai đoạn không? Đây là cái pin là không. Trong các bạn ở dưới chúng ta thử được đúng nhất thì stop để xem. Còn là số phong là tương là tài công. Là tài công trước rồi. Chúng tôi sang sang con đi. Bài có cách mới ạ. Đấy lên làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Để trừ một xem sao. Chắc là vẫn có. Vẫn bị. Đây tôi sẽ làm xin đi. Sở cái xin đây là không đi. Bốn cái giai đoạn giai công nhưng mà theo cái cách dùng thì không được. Mắc là đây là từ trừ 1 đến 5. Trừ 1 đến 5. Cháu có thì các bạn có tiếp tục thử trên cái thiết bị chống đứng cầm. Là cái gì ạ? Thử đi. Các bạn chúng ta không đưa vào, không có cái đồ, 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 không có
Dưới đây là có một điều đúng là từ chân A không đến chân A đâu, và có dây vật lý gì đó mà. Ngoài ra về là cái chi đây chi kéo, và em xúc thẳng lên là cái chi nó mạnh hơn là chi đẹp, không bị kéo. Nó. Và chạy chưa? Bây giờ đầu tiên là không điện quá, không điện là đầu tiên là đi đấu game 2 độ rồi, và không 1-2-3 rồi. Bây giờ chúng mình đang đi vào这个马上就会来一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 
Thank you.
Thank you.
cũng được, mà đâu cách kia cũng được. Đấy, bạn nào mà thạo về lập trình C được cũng như là lập trình các ít gen vân vân thì chúng ta làm theo cái này. Còn bạn nào mà cảm thấy là cái này nó khó nhớ, không? Chúng ta làm theo cái này. Các cái khối kia cũng được, nó hơi dài hơn một tí nhưng mà tư duy của nó tương đối là mạch lạc, dễ nhớ. Đấy, hoặc là có một tình huống nữa xảy ra là chúng ta lập trình trên máy của mình thì lập trình rất ngon, đến lúc mà sang máy của thầy hoặc sang máy của bạn khác lập trình không được, mà là kỹ sư thì chúng ta phải lập trình ở đâu cũng phải lập trình được. Ok, là bạn đang quay phát áp một chút chưa? Đẹp. Dừng chương trình đã được rút một cây nhá. Đây, cảm ơn. Chờ đợi đây. Chờ một chút, các bạn đang thao tác xong đó, tôi chuyển xuống dần. Nó cứ đẹp mà thì nó rất là nó cũng bất thường. Đấy, và đặc biệt là cái hôm mà lập trình liên quan đến cái động cơ một chiều cũng là không là chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải thao tác trên đường cứng. Thì cái hôm mà kiểm tra thì có lẽ là thầy sẽ đấu sẵn cái máy của thầy, tất cả dây dẫn đều hết cho em rồi, để là hao không đấu cho để các chị em không biết vào đấu dây, đúng không? Sau đó sẽ ta sẽ làm online trên máy của thầy luôn. Các bạn nào lên thì lập trình luôn, có điểm xong bạn nào xong trước có cái trước. Bạn nào chuyển trước cho cái trước luôn. Đủ trước thì cái trước, bạn chuyển trước cho cái trước luôn. Chuyển trước luôn. Bài thi thì đơn giản hơn là cái bài thi tập của họ. Thế nhưng mà thì do chúng ta hơn là bài rất là học. Thế mà một nhà làm hơi cam. Đi thi tập thì chúng ta còn có 3 cây. Sai cô đó, có cô kia. Có 2 cây lý thuyết và 3 câu, 2 cây lý thuyết và 2 câu bài tập. Mỗi câu lý thuyết 2 điểm, 6 điểm. Bài tập thì mỗi câu bài tập 3 điểm, 6 điểm. Đó là 1 điểm. Lý thuyết thì chúng ta sẽ có giấy đi và chúng ta sẽ viết vào như lý thuyết thôi. Sau đó là lên thì thầy sẽ hỏi đúng không ở trong cái phần em viết ra, xem em viết ra thì em có hiểu không. Thì có thể các bạn xem được hay là hỏi được vân vân, nhưng mà lên hỏi thì hiểu thì coi như là không được. Lý thuyết thì nó sẽ có một ít của công cấu trúc máy tính, một ít của công cấu lý thuyết để đồng hồ. Một ít của con người điều khiển, một ít của lý thuyết điều khiển tốc độ cao. Mỗi chỗ một ít. Tham ơn điểm bao nhiêu đây? Bao nhiêu đẹp? Người là một ít của ban chuyên môn công nghiệp. Đây là sao mà lại thế và chúng ta công nghiệp nó liên quan đến cái sắc của đường nét hai ba hai chuẩn kết nối hai ba hai chuẩn đấy thì là bằng cái mà đưa ra sau này nó đều là cái tính nền. Đấy, người ta thì không có cũng có học một chút về tính, đúng không? Người ta không học sâu, người ta chỉ học cái nền thôi. Cái học chúng ta vừa yêu này thì đẳng cao nên phải đi không? Chỉ có hỏi về cái cấu tạo của cái mạch lưới 232 cấu tạo để chúng ta học hết này thôi. Còn thầy không hỏi đâu, thầy mà hỏi các em thầy không hỏi những cái tập này chúng ta hỏi là chỉ thôi, nhưng mà vấn đề là học thầy khác. Vì là có ba đứa này được gọi thi cơ, có thi ra thầy Hiệp, thầy Hoàng và thầy Hùng thầy. Trời, thầy Hiệp. Thầy Hiệp thì rất thích phải đúng không? Thầy Hiệp thì có phải lập trình mấy lâu, rất thích phải đúng không? Thầy Hiệp thì có phải thầy Toàn thì rất thích bảo màu. Màu vàng, màu xanh, 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 thầy thì có nhiều không?
nhiên có ba bốn chín các em phải nhớ được là bàn các em là tín hiệu số nguyên, màu xanh ra trời màu xanh lên biển đây là tín hiệu số nguyên, là số nguyên và màu xanh lá cây là tín hiệu họ đọc chủ động hoặc chủ động, chỉ có ba cái đấy là cần nhớ được kỹ, còn bàn các cái loại khác thì đọc nó là có thể là bó dây nhiều hoặc đất to hoặc rồi là tín hiệu lỗi được tín hiệu đúng không? Đọc tín hiệu ra đúng không? À, đọc tín hiệu. Nhưng mà chẳng hạn đây toàn câu hỏi là màu xanh này là gì? Không biết là đất. Có ba cái câu cơ bản này không biết là đất. À. Thế còn lại thì cũng là hay thôi, không biết là vào thầy nào không? Vào thầy nào? Vào sao sớm rồi? Thì có cái thông tin là vào thầy nào thì sắp xếp trường là bắt đầu. Đây một hai rồi. Và đây là các em là lý thuyết tất cả các bạn thì phải lý thuyết trường đối nhiều. Đây một hai. Đây một năm. Đây một năm bảy ra. Đây một hai nhận tài. Các ông phân tán gì? Như vậy là với cái phương pháp này của bạn thì khả năng là về mặt lớp chương trình thì nghe trình có vẻ ngắn hơn, nhưng mà cái phần ở trong cái gói này thì nghe trình có vẻ khó hơn, đúng không? Rất nhiều nó có thể phát sinh là cái này các bạn phải có cái kiến thức tương đối là nào về mặt lập trình. À. Cái môn môn đo lường này thì nó lại lý thuyết nó không phải là quá nhiều, đúng không? Cho nên là đi giảng các em thì thầy cũng không đưa được nhiều các cái kiến thức bên ngoài vào, giống như môn cấu trúc máy tính thì thầy sẽ đưa được các em vào cái bản trình thời gian. Còn lý thuyết điều khiển tự động một thì đưa được các em học hết thiết lập và đặt mục tiêu cũng như là hiện thực hóa mục tiêu. Tuy nhiên đo lường điều khiển thì được bỏ, chả đưa được cái gì vào. Mỗi cái bản đồ đưa được cho các em 6 cái thầy và giới thiệu cái trang web của thầy. Nó thay đổi không? Sao nó không thay đổi? Thôi, tay tay ba máy này lên trước, sau chiều lên với bạn xem. Xóa đi chữ nãy. Chúng ta biết làm là chúng ta dùng ở mức độ kiến thức là chúng ta có kiến thức. Biết làm mà không làm được là có kiến thức mà không có kỹ năng. Vâng. Chứ biết làm xong mà phải làm được thì đấy gọi là có kỹ năng. Để sau đó là biết làm được thì còn phải thêm cái nữa là kỹ năng. Một là hai. Rồi. Chúng ta sẽ tạo ra phẩm mang quan trọng đấy. Đấy, như vậy là con chương trình của bạn rất là đơn giản, đó không có cây không có gì cả. Đấy là đấy, đó và ra kết quả hoàn toàn giống hệt với cả kết quả của cái bài tổ chức chúng ta làm để quay lại tốt cho bọn ta ra. Đấy, như em cũng chụp cái này là đó, dành cho chỉ được không bạn nào mà thích gì cũng về trên và chúng ta có thể lưu lại không? Thì một số bạn chúng ta chụp lại thôi. Được chưa? Đấy vậy là đây là gì? Cho pi một và x bằng pi nhỏ, đúng không? Bằng pi nhỏ. Đấy thì cái cách bên này em lấy pi nhỏ bán nào? Đồng ra chúng ta sẽ có cái giá trị pi một và pi nhỏ ở đây. Pi nhỏ đưa vào pi một và pi một ta đưa vào đây là pi nhỏ. Đây là đồ y chứ không ạ, đồ y một. Còn nếu như x nhỏ hơn bằng 2000 thì y một bằng x nhỏ, đồ x lớn hơn 2000 và nhỏ hơn bằng 3000 thì y bằng 2x.
nhớ là phải có dấu chấm phẩy nhé. Khi lớn hơn 3.000 và nhỏ hơn 3.500 thì đi một vòng chuối. Và khi lớn hơn 3.500 thì đi một vòng chuối. Sẽ bảo đi đi một vòng chuối thế nào. Và các bạn lấy luôn cái đầu ra và đưa vào cái khung quả đi. Đó tương đối là đơn giản. Em được ra như thế này, em đưa đi ra ngoài. Xong rồi chuyển đi sẽ đưa vào cái căn đầu. Quên học. Có gì đâu sẽ sai. Ở đợt đây một ít thì cái tham nào đấy, cái ô vụt ô ý. Đấy là cái gì đấy? Khi nào xuất ra nào? Sao mà nói thẳng lên được? Tôi tặng hai cái vật tính trên đây là ba cái chữ Y, Y1, Y đang sập trên cái khung nhấp vào thôi, nhấp đôi nó vào là ghi được Y1. Tôi là chỗ thay cái giờ là à, chuột phải nó chọn áo mũ. Bên này là input ạ. À? Đúng rồi. Vẫn chưa chạy. Ra ngoài có được cái hàm.